Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh món chay của mẹ quê. Hôm nay em vào bếp làm món cốc non trộn tôm chay nha. Nếu quý cô bác không có tôm chay, có thể thay thế bằng nấm đùi gà cũng rất ngon. Cốc non giòn rụm, vị chua chua, thêm một chút mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay từ sốt, dai dai từ tôm chay. Món này quý cô bác ăn cơm cũng ngon, mà dùng để ăn chơi cũng hấp dẫn. Còn cách làm thì siêu đơn giản luôn ạ. Nếu quý cô bác thấy thích thì xin mời vào bếp cùng thực hiện với em món này nha. Ngày Tết mà chuẩn bị một hũ như thế này để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần cũng rất là tiện. Nguyên liệu ở đây em chuẩn bị gồm có tôm chay. Tôm chay thì quý cô bác mua các cửa hàng bán thực phẩm chay nha. Thêm một ít cốc non. Chọn loại cốc mà không có cùi thì làm sẽ ngon hơn. Quý cô bác cũng có thể thay thế bằng xoài non cũng được. Gia vị gồm có đường, hạt nêm chay, tương ớt. Tương ớt thì quý cô bác dùng theo khẩu vị nha. Mình ăn cay nhiều thì dùng nhiều, ăn cay ít thì dùng ít. Thêm một ít cọng ngò rí cắt nhỏ, ớt trái và nước mắm chay. Bây giờ quý cô bác cùng làm với em nha. Cốc non thì em gọt sạch vỏ, sau đó cắt khoanh tròn, độ dày của khoanh khoảng 1cm. Quý cô bác cũng có thể cắt theo chiều dọc, cắt hình mũi cao cũng được, tùy theo sở thích thôi ạ. Em chuẩn bị một ít nước sôi, sau đó thì cho tôm vào luộc khoảng 2 phút. Nếu không có tôm chay thì quý cô bác có thể thay thế bằng nấm đùi gà cũng rất ngon. Nấm đùi gà thì quý cô bác cũng mang đi luộc chín giống như tôm vậy. Sau 2 phút thì em vớt tôm ra và cho vào tô cốc đã gọt. Cốc gọt xong quý cô bác rửa với một ít nước đá thì cốc sẽ giòn và bớt đi vị chua. Giờ thì em sẽ nấu sốt nha. 3 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, 2 muỗng cà phê nước mắm chay và 1 muỗng canh tương ớt. Tương ớt thì quý cô bác có thể để ít nhiều tùy theo khẩu vị ạ. Cho vào đây 1 muỗng canh nước, khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Nấu đến khi nào mà gia vị tan hết là được, thành một hỗn hợp xình xệt thì em tắt bếp. Ớt thì em cắt khoanh cho vào đây, còn ngò rí thì sử dụng phần cọng thôi, cũng cắt nhỏ và cho vào đây luôn. Không dùng cọng ngò rí thì dùng cọng rau cần tàu cũng được nữa ạ. Để cho phần sốt này nguội hẳn thì mang trộn vào cốc với tôm là xong rồi. Sốt này có vị mặn mặn, ngọt ngọt và cay cay, trộn chung với cốc chua chua nữa, rất là hấp dẫn. Cốc trộn đều, quý cô bác cho vào hộp, sau đó thì để ngăn mát tủ lạnh, ăn trong vòng cả tuần vẫn ngon. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video của em nãy giờ nha. Và video đã hết rồi, chúc quý cô bác luôn có những bữa chay thật là ngon miệng. Và xin hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.